Các bạn đang xem hài Velu, một chương trình không nghiêm túc. Không nghiêm túc ai coi? Thanh niên nghiêm túc mới rửa đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không nghiêm túc ở đây là sao? Có nghĩa là chúng ta nhìn nhận mọi vấn đề xung quanh cuộc sống một cách hài hước và có phần làm quá lên, chứ không phải là kiểu bậy bạ không nghiêm túc với bận, đúng không? Và các bạn nhớ chương trình hài Velu sẽ được phát sóng trên N cộng Like với đường link là nhạc.com/like. Dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải công nhận rằng trên thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay có rất nhiều ca sĩ. Lượng thì nhiều mà chất thì được bao nhiêu? Về cơ bản chúng ta có thể chia làm 3 nhóm ca sĩ như sau. Nhóm thứ nhất là nhóm thực sự có tài năng và đã có thâm niên trong cái con đường ca hát của mình và được công chúng công nhận đó là một ca sĩ, một nghệ sĩ. Nhóm thứ hai là những ca sĩ trẻ bước ra từ những cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc hàng năm. Và nhóm thứ ba, nhóm này khá là nhiều đây. Đây là những người tự bỏ tiền túi ra mua bài hát, tự thu âm, tự quay clip và kết hợp cùng với công nghệ lăng xê. Thế là họ đã có cho mình một cái mác gọi là ca sĩ. Nhưng không có nghĩa là sẽ được khán giả và công chúng công nhận rằng họ là một nghệ sĩ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, internet cùng với công nghệ lăng xê thì muốn làm ca sĩ không hề khó chút xíu nào. Trước kia thì muốn làm ca sĩ không hề dễ chút xíu nào đâu nhá. Bạn phải có tài năng thực sự thì lúc đó mới được khán giả công nhận. Vậy thì muốn làm ca sĩ đầu tiên bạn cứ lấy tài năng của mình ra chứng minh đi. Dạ em chào anh cán bộ bầu xuống. Em ở trên kia em mới xuống. Rồi vâng. Em đi bằng voi, em đang để voi ở dưới á. Thực sự thì là em là một người đam mê ca hát vô cùng luôn, vô cùng tận trong lòng. Thế nên là em xuống đây em nhờ cán bộ bầu xô là cho em làm ca sĩ, lặng xe em lên, em đổi hơn anh cán bộ bầu xô. Tôi rất là hoan nghênh và ủng hộ những người có cái niềm đam mê và yêu âm nhạc như là anh đây. Đó, bây giờ anh thể hiện tài năng cho tôi đi. Có tài năng là tôi lặng xe lên liền. Dạ rồi, em thể hiện liền. Sau đây em sẽ hát một đoạn ngắn trong ca khúc Gói Đò. Gói đò ơi, gói đò ơi. Thôi. Anh về trễ anh gọi voi đi, anh về trễ anh gọi voi đi. Sao giờ không được hả cán bộ? Bạn đừng quá lo lắng, nếu tài năng thực sự bạn không được nhiều đâu. Chúng ta còn vô vàn cách khác để bước chân vào showbiz, để trở thành ca sĩ. Chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đầu tiên. Đây, vấn đề đầu tiên. Anh, lồn rồi. Ủa, lồn. Vấn đề đầu tiên. Khi mà cái vấn đề này giải quyết được rất êm đẹp rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chuyện làm ca sĩ chỉ là chuyện nhỏ. Ôi thương sao cho có gái lấy chồng bị gây, đời thiệt là không may, nên hôm nay tôi kể ra rằng chiều là chiều trên bến sông, em thấy anh đang cái thằng kia. Ủa, tông này tông gì em, sao nghe lạ quá? À dạ, tông này là tông Lào đó anh. Dạ, tông lạ. Dạ. Trời ơi, tuyệt vời quá, có tố chất quá em ơi. Với công nghệ và kỹ thuật thu âm hiện tại thì bạn đừng quá lo lắng về cái giọng hát của mình. Dù giọng bạn thấp cỡ nào, bạn lạc tông, lạc nốt cỡ nào, chẳng vấn đề gì, giải quyết được hết. Thì thực tế là chứng minh, có rất rất nhiều ca sĩ mà khi các bạn nghe họ hát live mà các bạn không khỏi giật mình. Và nhiều khi cảm thấy đó là thảm họa nữa cả. Thêm một cái điều này cực kỳ quan trọng, điều này sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trên con đường thành một ca sĩ. Đó chính là sáng tác bài hát. Bạn vừa biết hát, vừa biết sáng tác thì còn gì bằng nữa. Không hề tốn tiền mua bài hát. Bây giờ là em sẽ cho anh nghe một cái sáng tác mới của em. Dạ, mới tin luôn. Còn nắm ngồi em hát cho anh nghe thử nha. Dạ rồi. Chiều hôm qua anh đến nhà em, gõ cửa nhưng em chưa có ra. Thế là con cờ hó nhà em nhào ra xúa anh. Anh điên lên, anh chỉ thẳng vào mặt nó. Anh nói rằng là mờ mày con cờ hó. Bạn gái em bước ra nói với em rằng không được kêu là cờ hó mà phải là kêu là con chó. Thế là tụi em cãi nhau rồi chia tay, nguyên nhân sâu xa cũng là vì con chó. Đó, một đoạn gì đó anh thấy sáng tác mới của em sao được không anh? Bài của em thì là hay rồi. Trời ơi, còn chỗ nào nó chê đâu, em không để ý. Bây giờ nhiều người viết nhạc cũng dùng mấy cái ca từ lạ lẫm lắm nha, dùng văn nói rồi đưa vô bình thường, nó tả thực. Bài em vậy là hay quá rồi. dạ cảm ơn. Quên, ngoài ra em còn có cái khả năng chơi nhạc cụ ra, chơi nhạc cụ. Dạ. Em chơi cái gì? Dạ. Dạ em thổi kèn. Có lẽ là chúng ta không còn bỡ ngỡ với những người viết nhạc như thế này nữa. Chỉ cần các bạn lên mạng nghe một vòng thôi, thế là đã có bao nhiêu khúc với những ca từ đại loại như vậy, ca từ rất là dân dã tới mức cẩu thả. Thấy cái gì, viết cái đó.
nghĩ cái gì viết cái đó, thế là trở thành nhạc sĩ như ai. Đôi khi các bạn nghe một ca khúc mà cảm giác như mình đang nghe một bài văn miêu tả một đoạn đối thoại hoặc là một đoạn làm nhảm của một người mắc bệnh tự kỷ nặng. Câu này hay nè. Và ngay cả khi sáng tác những bài hát giống như trên mà bạn vẫn không làm được, vẫn còn một cách khác: cover. Giờ còn chưa hưng phấn à? Giờ còn chưa hưng phấn à? Bạn ưng bài nào, thích bài nào mang về cover, chuyển thành lời Việt. Vì không có lo, tại vì cơ bản là những cái bài hát nước ngoài này đã hay sẵn rồi, chúng ta chỉ làm cho hay hơn thôi. Showbiz Việt Nam á, đầy những ca khúc cover ấn tượng. Alo, em à, nhớ anh không? Nhớ à? Làm gì đây? Đến với anh ngay. Này người ơi, đừng chờ vội xa tình. Alo, alo, thế em đang vui cùng ai đây? Có biết anh buồn? Này người ơi, đừng chờ vội xa tình. Hỡi em yêu ơi, sao anh nhanh nhanh quá vậy? Nhung mà mày. Hỡi em yêu ơi, hãy yêu anh này. Đừng có xem tình là những trò vui đùa. Hỡi em yêu ơi, sao anh yêu anh nhanh quá vậy? Nhung mà mày. Sau khi mà có được các yếu tố như nãy giờ mình đã nói rồi á, việc tiếp theo các bạn cần làm đó là chọn cho mình một cái tên, hay còn gọi là nghệ danh. Phải chọn một cái nghệ danh sao mà nó thật kêu, thật hay, thật ấn tượng, khán giả nghe tới là phải biết liền. Đang Trường, Đang Nằm, Đang Bò, Lâm Chấn Thương, Lâm Chấn Động. Có cái tên, có rồi. Tên gì anh? Cái tên này hay nè, anh đặt kèm cái tên này là mà vừa hay vừa lãng mạn mà không có đụng hàng luôn. Hồng Như Lát, hả? Sao tên giống con gái vậy anh? À, Hồng Như Lát, có nghĩa là hát như lòng, à, đừng nghĩ bậy, để anh giải thích cho. À, đọc theo nghĩa Hồng Như Lát đó, là nghe các bạn hồng hồng mộng mơ, mềm mại nhẹ nhàng đó. Còn đọc ngược lại là hát như lòng là sao? Là giống như một chú chim mà bị nhốt trong lòng, cất tiếng hót thanh thoát, hiểu không? Chim mà trong lòng tiếng hót nào nó không hay hết trơn. Em đừng có quan tâm đến cái chuyện mà là giống chọn cái nick, cái tên của mình nó giống con gái, làm nghệ sĩ mà là cần phải có cái sự mềm mại nhẹ nhàng đó, nhiều khi cần phải yếu điệu chút xíu nó mới hay đó. Em để ý trên thị trường bây giờ đi, nhiều ca sĩ có nickname còn không giống người kìa, em giống con gái là hay lắm rồi. Hay đó, chỉ cần các bạn thực hiện những bước trên thôi là các bạn đã có những yếu tố cần thiết và cơ bản để trở thành một ca sĩ và có thể ung dung bước chân vào showbiz. Nhưng mà sau khi đã như vậy rồi thì các bạn phải có thêm một cái bước này nè. Cái bước này nó rất là quan trọng. Nó giúp mình, giúp mà mọi người biết đến mình nhiều hơn và duy trì hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Thứ nhất, phải xuất hiện nhiều lên. Cứ thấy chỗ nào có nhiều nhà báo, có nhiều phóng viên, có nhiều chụp hình là xuất hiện liền. Đám ra mắt nè, event nè, hội nghị nè, đám cưới, đám ma, đám hỏi, đám thôi nôi gì nhào vô hết. Để làm chi? Để đưa cái bản mặt mình lên trên báo. Thứ hai, bạn phải biết tạo scandal. Đây là một cái cách mà khá là phổ biến và được ưa chuộng hiện nay trong giới showbiz. Yếu tố thứ ba, bạn phải canh me, rình mò. Người khác có chuyện là nhảy vô hóng chuyện liền, tám liền, làm bà tám showbiz. Hoặc đơn giản hơn á, là khi có một nghệ sĩ đi trước á, người nghệ sĩ thuộc tầng lớp trước mà có một cái nhận xét hay một đóng góp ý kiến gì đó, là bạn phải nghe, nghe xong rồi sao? Phản pháo lại liền, bắt buộc phải phản pháo nha, mà phải phản pháo nhiệt tình lên. Sau khi phản pháo rồi thì bắt đầu mới là đặt cho cái người nghệ sĩ đi trước đó một cái tên nào nó hay hay đó, để có giống như là thay tên đổi họ, thay tên cái nghệ danh luôn, chẳng hạn như là Ngụy Công Tử đó đó, Ngụy Công Tử. À, thì đó là những cái yếu tố mà bắt buộc các bạn phải làm để duy trì hình ảnh của mình trong lòng công chúng, để được công chúng nhớ tới mình lâu hơn. Và bây giờ chúng ta cũng đến với vị khách mời quen thuộc của chương trình, tiến sĩ Bùi Văn Thế. À, thưa tiến sĩ, câu hỏi đầu tiên như sau. Thực ra hôm nay chỉ có một câu hỏi thôi. À, tiến sĩ có nhận xét gì về showbiz Việt hiện nay? Showbiz Việt hiện nay thì tôi thấy giống như cái siêu thị quá. Siêu thị? Không, siêu thị nó còn sang trọng lắm. Tôi thấy giống như cái chợ hơn. Cái chợ? À, tại tôi thấy buôn bán đủ loại hết, rau, cá, thịt, rồi đủ que, rồi ôi đủ thứ hết. Nói chung là tùm lum mặt hàng quá. Tùm lum tùm la hết đó. Thì mấy bạn cũng biết rồi, trong chợ thì toàn hàng tôm hàng cá không. Mà mấy bạn biết là mấy người mà bán mấy cái đó đó giữ dễ sợ lắm, đụng vô tới họ là họ chửi thôi. Giống như là giống như một cái chợ là đủ thành phần, đủ mặt hàng, đủ thứ kiểu trong đó, chứ mà chợ thì nhiều khi nó cũng không được thơm nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Này, thứ hai nữa là mấy người trong đó là kiểu mà đụng thử đi, đụng đi là chửi cho banh xác đó. Ngoài ra thì tôi thấy showbiz bị phức tạp quá, đạo đức nghề nghiệp không có, mất hết. Đó. Giải trí thì không bao nhiêu, trang trí thì nhiều.
À, câu này hay à. Lâu lâu cái nó hứng lên cái nó tuột quần tuột đồ cái nó kêu nó bảo vệ môi trường đó. Không lẽ giờ bảo vệ môi trường cứ tuột quần tuột áo đi vòng vòng là bảo vệ đâu có phải đúng rồi, đó. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì trau dồi kiến thức chuyên môn thì không chịu trau dồi mà cứ đi lo làm mấy cái chuyện mà vỉa hè đâu không mua nhà cũng khoe, mua xe cũng khoe, mua nhẫn cũng khoe, cái gì cũng khoe kính thưa các loại khoe, khoe cho đã đời không còn cái gì khoe nữa đó. Rồi bắt đầu khai thân là cái gì cũng khoe, khoe đã hết, bắt đầu hết cái khoe, bắt đầu lấy cái dùng khoe thân. Đúng rồi, tôi còn thấy là cái đạo đức nghề nghiệp là mất hết. Không, tôi nghĩ chắc vẫn còn chút xíu chứ hả tiến sĩ? Không, còn chút nào mất trắng mất sạch. À vậy hả, thế căn cứ vào đâu mà tiến sĩ nói vậy? Người lớn nói thì người nhỏ phải nghe đó. À, tức là lão thì phải đắc thọ. Người lớn là những cái nghệ sĩ thuộc tầng lớp đi trước đó. Đúng rồi, đi trước nói người ta góp ý thì phải nghe. Đó chứ đâu người ta nói cái là nhảy quan quả trong đổng lên rồi chửi bới. Ôi tôi thấy vậy là không có được, coi không vô đúng không, coi không có vô. Đó nói phải nghe, còn không nghe thì cũng để đó. Đó còn nhiều lúc tôi thấy nhiều cặp yêu đương đang yêu đương ngon lành vậy nè, tự nhiên cái hứng lên nắm đầu nắm cổ rồi túm tóc rồi kéo ngoài đường để báo chí nó chụp rồi nó đưa lên trên mạng trên đồ, tôi thấy vậy là không có được. Đó nói chung là nói tóm lại là tiến sĩ thấy showbiz sao? Tôi thấy showbiz phức tạp quá. Đó tôi thì chắc tôi nghiên cứu gì cho nó lành. Ở đó cũng nhiều người mời tôi đóng phim này nọ lắm mà tôi đâu có chịu. Từ là, chối. Từ chối là quyết tâm không bước vào đường showbiz đúng không? Quyết tâm là không bước vào đường showbiz theo con đường khoa học đúng không? Khoa học cho nó lành. Cái showbiz thật quá. Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn khá đúng đắn của tiến sĩ đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tiến sĩ vào số sau nhé. Ok. Tất nhiên là những điều mà chương trình mới nêu ra có thể hơi làm quá một chút xíu. Nhưng biết sao được, đây là hài và lưu mà. Nhưng thực tế có thì chúng tôi mới nói ra. Thì chúng ta túm lại một câu thế này: để trở thành ca sĩ không hề khó, nhưng để trở thành nghệ sĩ đúng nghĩa của nó mà được khán giả công chúng thừa nhận mới là khó. Tất nhiên thì ai cũng có niềm đam mê và mơ ước của mình, nhưng phải xem thực lực của mình có đủ làm điều đó hay không. Đôi khi đam mê không chưa đủ mà đam mê phải kết hợp với tài năng thì lúc đó bạn mới thành công được. Chứ nếu không mà bạn cứ làm bừa thì hành hạ lỗ tai khán giả tội nghiệp lắm. Chương trình tuần này cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Và các bạn nhớ đón xem hài Velu sẽ được phát sóng trên N cộng Live với đường link là nhạc.com/live. Và bạn nào có câu hỏi thú vị hay những thắc mắc thì cứ gửi về hộp thư tvamocnct.vn hoặc facebook.com/hài Velu. Xin chào và hẹn gặp lại.